Xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay ông xã mình vào bếp. Hôm nay nấu món gì anh? Chào cả nhà nha. Gà nướng mà mình làm tới ba loại luôn. Gà nướng kiểu Tây Bắc á, mắc mắc khén, muối ớt. Còn gia vị bình thường của miền Nam mình thì ớt ớt bột nè, với muối, tiêu, tỏi, với bột ngọt, với hạt nêm thôi. Ướp chừng 10 phút mình nướng cũng được. Gà nướng mình chọn gà từ 1,5 kg trở lại à, chứ mà gà lớn quá mình nướng không ngon. Ký rưỡi là ngon. Ở bên này gà ta bán cái vô hộp sẵn vậy nè. Loại gia vị thứ hai. Gia vị này gồm có gì anh? Cái gì? Sốt nướng với sa tế, với thêm khà no, hạt nêm khà no. Mình để tay mình làm cho nó dễ. Nghe bô tay vô làm khó. Người ăn con ăn gì hết. Hạt khén ở đây nó lấy dạng như giống như là tiêu sọ vậy đó, nó lấy cái vỏ đen ở đây nên là trắng chứ không có còn đen như thôi, còn nó chưa có lấy vỏ đó. Ba con ba gia vị khác nhau, thử coi cái loại nào ngon nhất. Mình cũng chưa ăn mắc khén lần nào luôn, cũng biết ăn làm sao mà thấy người ta nói ăn cũng ngon lắm. Mình không có pha cái này kia vô thêm sợ nó cũng bắt cái mùi của mắc khén á, đặc trưng á. Thấy ở trên vùng Tây Bắc người ta nướng chỉ ớt với muối với mắc khén à, là rồi nè. Nên là mình cũng làm theo thử như thế nào. Mắc khén này mình để nhiều quá là nó bị tê lưỡi á, nên là mình ăn cũng ít thôi, thì vừa thôi. Hạt mắc khén là còn gọi là tiêu rừng á. Ở đây thì cái này là của Indonesia với Sri Lanka, Ấn Độ nữa. Còn cái Việt Nam mình thì không thấy nhập qua. Hôm nay Trung thu nên có mấy người thân đến nhà chơi nên là làm đồ ăn đãi cả nhà. Rồi, mình ít xíu rồi mình nướng.
Ước khoảng nhiều phút anh? 15 phút thì tại vì mình không có thời gian nên ngủ dậy hay trưa, chứ thường phải nửa tiếng phải lên nó tắm thôi. Mời cả nhà theo dõi nha, xem món ăn nó hấp dẫn như thế nào nha cả nhà. Gà để vô nướng nha cả nhà. Thường nướng khoảng bao nhiêu phút mới chín à? Gà nướng 40 phút nè, gà này nhỏ nè. Chị để được có 2 con. Một tí nữa làm thêm món thịt heo nữa nha cả nhà. Thịt heo thì quay nhưng mà không có bếp nên là mình phải đi chạy bằng chảo. Trước mắt mình phải luộc trước cho nó chín chín rồi để quay được, mới ướp mới quay được. Chào cả nhà anh. Chào cả nhà. Hôm nay cho hai anh thanh niên vào bếp. Thì chỉ phụ đặt rau với xay giặt thôi nha, không biết làm gì đâu. Bếp chính áo đỏ. Đây là chỉ ăn với rửa bát, đặt rau. Bên này mà kiếm được cái mướp ở Việt Nam mình, mướp như Việt Nam thì là hiếm lắm nha nhà. Rất là ngon. Hôm nay cho hai thanh niên đảm đang vô bếp một bữa. Cái gì hòa vô bữa đâu. Thanh niên kia đảm đang với thanh niên này ăn. Anh nấu cũng ngon chứ bộ. Rồi ạ. Không muốn làm. Bữa nay nấu bánh chua đi. Ừ. Thôi, đồ ăn hàng luôn. Sao cái là... lên đây chủ nhà món sở trường của sang mình biết nấu sơ chứ không nhiều nhà mình hấp dẫn quá anh. Nên nhiệt độ là mình chỉnh có một mức chứ đâu có ấy hả? Sang đường anh nghe anh chỉnh chính này nhiệt độ nha, từ 125 đến tới 250 độ C là cao nhất. Mình thường thường nướng mức nhiêu? Mức 200 hả? Chung chung. Ừ. Nói chung là... ổn quá thì nó khét. Khét chứ nó không được ngon. Nướng từ từ nó mới thấm. Ổn quá nó áp ra. Cá kho nữa cả nhà. Bữa nay còn muốn ngon không? Ướp đây cho thấm đi chút mình... Không nhắn tin cho gì vậy? Không có lên không? Không lên là em nhắn là tối, còn ở dưới quê á. Chừng nào thấy mặt đặt tên nữa. Rồi đây đi, cái gọt thớm. Thớm này ăn sống lộ. Thằng cá bự dữ à. Nó bán gì mà đồng giá, lợi cho bự chứ. Không, giờ cái chay nó bự không à. Chặt bữa cuối à. Chị chạy à. Ngày chiều anh về hả? Sớm mà đi, còn mà hẹn anh đâu ở đây hoài sao có hai ngày nhiêu ôi thơm quá cả nhà ơi, chín bề kia luôn ha. Để trở lên nếu 10 phút nữa. Để mình quét này lên cho nó miếng cho nó đựng khô. Bớt khô. Dạ dòng rụm. Này mà ăn liền mới ngon. Để một chút cái da nó mềm.
hơi gió là nó xèo là. Chờ theo nữa sao không kịp. Còn nướng thì còn. Hay làm đồ chua không? Hả? Chua thì đâu có củ cải. Củ cải trắng kìa. Bào sơ cái ngâm với nhân không, củ cải cà rốt nữa thì sao? Nướng thêm 10 phút nữa. Tiếp theo là mình xăm da của con của thịt heo. Để mình bôi da giấm lên cho nó giòn da. Chanh muối. Chanh muối cũng được, giấm cũng được. Thịt heo này bỏ vô cái bếp nướng nó cũng được nữa cả nhà. Nhưng mà tại giờ đang chờ nướng con gà kia nữa nên là mất thời gian. Nên tí xíu là để vô chảo. Nướng dùng chảo chứ không có dùng trên bếp ra nướng. Cắt quay chảo à. Heo quay chảo. Chín hai con rồi cả nhà. Nhìn da giòn ngon lắm. Xong giờ bỏ con tiếp theo vào. Đến tiếp. Khoảng 40 phút là con này sẽ chín. Có gì anh ướp này nè, ướp thịt heo nè. Muối, bột ngọt với ngũ vị hương, tiêu. Nhà mình bữa mình ăn vịt nấu chao á nên hết chao rồi. Phải miếng có miếng chao thì nó mới thơm. Thường này muốn ăn ngon là mình ướp đã khoảng nửa tiếng đó, nó thấm nó mới ngon nè. Thơm. Ướp cũng 2-3 tiếng á. Nửa tiếng không thấm rồi. Chanh chà lên. Bên đây mình đi mua heo á, nó cũng mua cái loại mà có da này cũng khó lắm. Tại vì người Hàn á, người ta ăn thịt heo mà ba rọi nướng à, người ta lọc da ta bỏ hết à, nên là mình đi theo chỗ mua đó, ít có lắm. Tại vì nướng mà để da thì nổ, sẽ bị danh. Nổ. Ok. Để đi. Cho nó ráo đi. Để một tí xíu ráo rồi mới chiên được. Hãy nhùng nhau nhúng nháo con cả nhà. Cuối rồi. Còn 2 ngày nữa mà cuối đâu. Cuối ở đây. Chạy xô. Trung thu ai cũng chạy xô hết. Mình nhớ lốt lên. Lốt. Mùa đại chứ không có rau giáo mà. Cái cá trong kia. Cái cá không hợp đâu mà. Cá không hợp, thơm mà không hợp cái nồi. Cá tủ lạnh ở ngang dưới anh. Trong dưới. Thơm mà sao không hợp. Cái cá ăn sống. Ừ, mình ăn thịt gà. Ăn sống mà chung dưa leo rồi đó. Ăn gì vậy? Ai cũng bận rộn mà. Người lặt rau, người rửa rau, người nấu đồ ăn. Muốn ăn phải lăn vào bếp chứ. Lát là bếp ấy. Wow, chỗ đủ vậy luôn. Lá lốt này mà mình xào với ớt thôi. Nướng đó. Không thôi là mình cuốn thịt bò. Thịt bò nướng. Cả nhà thấy hấp dẫn cả nhà. Ngon quá trời luôn rồi. Nhung nhau nhúng nháo. Ngon quá ngon. Mà sớm giờ đói quá trời đói, nghe mùi đói quá. Giống như Trang Quỳnh nha. Cho dù nhìn đói nấu cái gì cũng ngon. Xong rồi cho qua bên đi, rau này bỏ đây đi, lát luôn sao. Tắt rau đâm ấy lên nữa anh. Ừ. Miếng rau đâm để lên.
xếp lại xong rồi cho mấy cho vô để em. Xếp xong cho lên luôn. Vậy đó hả? Đói là phải nói, nói phải nói. Được rồi, đói là phải nói. Nói là nói. Tao biết con đói hơn nữa nè. Bây giờ không có chảo chiên, lấy chảo này luôn, bây giờ sao nè. Hả? Không được, nó chảy không được. Quá thì nhiều món rồi, mình làm là nhiều con đoạn quá. Còn có chảo chiên nữa nè. Đúng nào. Chào cô chú anh chị em nha các bạn nha. Mời cả nhà dùng cơm cùng gia đình mình. Chào cả nhà nha. Tắt cái này rồi. Hồi sáng giờ rồi, chưa biết bây giờ là mới hoàn thành được sản phẩm này. Em muốn gì hả? Em muốn gì rồi chứ? Theo uống này cũng dễ uống hơn đi. Mình đây cái chéo đây, những tay tắt lên thật dài đi. Để mình lại cắt gàng nữa nè. Sẽ ngon khó khăn quá. Uống đi đi. Chị uống hết nó ngủ. Chị uống nó ngủ. Chị uống nó ngủ. Bốc bên cha. Giống như sông Ban ấy. Bốc cái cây. Thôi nhắc nhở uống hết ông. Rất lấy rồi cho mẹ nè. Đủ rồi. Bốc bên cha. Cây cái bà. Giống như ngủ cái cây. Giống như ngủ dâu. Ngủ dâu. Nó cây lắm. Cái này độ nó cao mà nhiều là nhiều độ. Cái hàng 9.5 mà đó. Nặng hơn bụi kìa. Bụi này nó phải 24 độ là cái gì đây? 24.6 là cái này. Đi 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 đi. Còn sáng nó còn sáng thì chín ly rồi. Hả? 6 cái ly đủ rồi. Cái này xé nó ngon hơn á không ạ. Chứ cắt ra cái này thành miếng miếng. Cả nhà dùng cơm cùng gia đình nha. Cơm nha. Cơm nha. Hai miếng gà mắc khén mới ăn ra là sao? Dùng cơm cái này. Review với miếng gà mắc khén nha. Miếng bự được. Miếng nào cũng được. Ăn thử cái đó trước đi. Cái này vị lạ nè. Chị uống gì chị? Chị uống gì cả nhà? Có người rượu lên, người uống rượu đi. Cái đi. Rượu này rượu này cũng nặng chứ không nhẹ đâu. Không vô luôn đi. Dạ. Tôi trong biển cho mấy uống thử rồi chị. Ở vụ này không có nói nó mua dây bún hoài mà. Đâu. Không có hả? Anh làm gì mua rượu dây bún. Giờ gì thôi. Anh đi với Phan. Ngon. Thơm. Cái này là khác biệt. Hả? Trời có miếng ô râm nữa. Đổ vào sao rồi? Nè, mấy cái kia. Mặc cái đĩa rồi. Ờ, mua đi nữa rồi. Đưa kia hình cái ảnh nữa rồi. Cái này thịt quay mà chiên dạng chiên mỡ, chiên dầu. Ba giòn luôn. Lên đi. Đi lên, ngã xuống. Còn cái gì vậy? Chứ mua nhẹ. Chứ mua nhẹ ở nhà. Còn người trong nhà mà có khách ngoài. Cái này uống giống vụ nho á. Giống vụ nho, ngọt ngọt cái gì nó dữ lắm. Gì ngồi với mạch vụ nho. Uống có một ly. Cái trái mà nó là vậy. Cái trái này coi là mẹ. Nó là cái tên của cái hàng đó mà. Cái trái này người ta thường hay hái. Cái này nhóc trái dâu quá chứ vậy. Cho người ta ngâm á. Ngủ nhau lắm cổ rồi. Thôi tôi comment lúc mà cả nhà nha. Rồi rồi rồi. Chê cả gì. Cả nhà cảm nhận sao? Cái lợn nhà ngon nhất. Chưa mới ăn cái này có hàng. Cái không đi. Mà lợn nó có cái gì đánh nhau. Cái này nó không. Cái này nó uống ngọt ngọt mà thơm. Dễ uống. Dễ bổ. Cái này cũng đâu cay hay đâu. Cái này đâu. Ăn không chứ đâu cay gì đó. Nhưng mà câu cay hả? Tên xui hả? Hồi ra cay hả? Từ ăn này rồi. Biết. Trong mua tay luôn. Đó là bà ăn trong cái da, cái thịt nó có ăn da.
Đẩy vào lỗ lỗ đi vô. Mất khén chưa? Không chưa. Đưa lại nào, cái này cắt. Mất khén thử đi. Con này có mùi nhờn. Thường xuyên nó mất khén rồi. Cái này về nào cũng giống như mặt khéo, mặt khéo gì đâu biết. Đó là cái gì đó mà bắt mà cũng mừng. Dạ, thì hồi thôi chắc không nghe cái gì lạ nào biết. Tại xem trên mạng cũng có nhiều người dùng khác nhau khác nhau. Bây giờ cho sang mới lại tiệm ASEAN nó biết cái món gì nó biết lạ. Ví dụ như cho gì? Ăn rồi mình biết nữa. Quá dưới khô á. Nói chung ra cái gì quan tâm. Đam mê theo nghề thì nó theo dõi, phải không ta? Dạ, còn như mình nấu ăn bình thường thì thôi cứ vô nấu thôi, đâu có coi cái gì trên mạng gì. Cái lo tới thường thì nấu thông thường như cái đó truyền thống đó, là rất là. Nó có theo dõi nước này nữa. Việt Nam ăn sao đó rồi nói gì? Không. Nhiều tỉnh mà ở tỉnh mỗi cái mỗi cái không mua cái đặc sản thì mình có biết thưởng thức cái đặc sản của đâu chỗ đó chứ mình ăn chỗ mình không thì mình biết nó đâu. Dạ, chưa chưa à. Bánh mì ăn với nước tương. Dạ. Nước tương với lâm nằm nghe quen nước tương không? Vâng. Nó không ngon. Nước tương dễ cho ăn chấm ngon. Heo quay nhìn ngon cả nhà. Da giòn. Miếng này miếng thứ hai á. Giòn đụng luôn. Ngon ghê không? Cái này là ăn với bánh mì bún nó hết sảy. Món mới ra nữa cả nhà ơi, thịt heo quay mà quay bằng chảo nha cả nhà, cũng giòn ngon lắm, ăn lòn rụm luôn á. Cả nhà, nhà các bạn cả nhà thưởng thức nha. Heo quay bánh mì nha. Đây mời mẹ với anh nè, em ăn nè, ăn thử coi nó làm sao, ngon lắm không? Nãy em thử miếng giòn rụm luôn à. Tuần nào món mới rồi. Thì sao cũng có miếng bánh mì gì đi. Nào lại miếng nhỏ nhỏ nè. Nào theo quay cả nhà ơi. Thôi quay đi. Không, không. Ăn thử miếng da nè. Da giòn, ngon. Ngon, giòn lắm. Giống như bên Việt Nam làm rồi. Hấp dẫn. Cặp với bánh mì là hấp dẫn. Ăn heo quay theo sức thì liên hệ đầu bếp nha. Trung thu họp mặt gì anh em cả nhà uống gì cũng đỡ nhớ quên nhà. Đúng rồi. Lâu lâu đi làm một năm mà được nghỉ có một hai lần à. Lần phải họp mặt. Mà giờ dịch bệnh á anh em cũng không được họp mặt nhiều. Cũng có một số ông chị em đi làm thì cũng không được nghỉ. Do nghỉ nghịch ngày. Trung thu xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà ở video sau, chúc cả nhà trung thu vui vẻ nha. Bye. 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 Bye.